Xin chào cả nhà đã đến với channel Sống Vui Khỏe Mỗi Ngày TV Show nha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu một thằng em streamer Hoàng Minh, vừa là một cán bộ đoàn tốt, vừa là một quản lý phòng gym rất là tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì chú Hoàng Nhật Minh thì không phải là người rinh những cái đồ nặng này, mà là chính là em xe nâng của tôi, chỉ có 32 kg thôi, nhưng mà em có thể cân cả thế giới. Rồi xin mời tất cả các bạn hãy cùng nhìn xem chiếc xe này làm như thế nào nha. Còn chú Hoàng Nhật Minh streamer này chỉ là người điều khiển thôi các bạn. Rồi các bạn hãy cùng chú ý nha. Chiếc xe này mình đã tham khảo và được một người bạn giới thiệu và mua về từ Đồng Tháp các bạn. Sử dụng cũng rất là ok các bạn. Nhiều lúc mà mình chạy show các bạn, mà anh em nó kẹt á, không có ai phụ được á, chỉ có một mình xuống thôi. Nguyên dàn máy này thì nó khoảng tầm 300-400 kg các bạn, có thể là hơn, rất là nặng luôn. Nhưng mà chỉ với một mình và một chiếc xe nâng này thôi, mình có thể cân được tất cả mọi thứ. Và các bạn đã đang thấy đó, nó có thể nâng lên hạ xuống bất cứ ở đâu. Nhưng mà nó có một yếu điểm là chúng ta phải thường xuyên sạc bình sau 3-4 xô sử dụng nha. Và đặc biệt hơn nữa là sử dụng được ở những nền xi măng, đường nhựa cứng thôi. Còn mà vô mấy chỗ mà nền đất là bó tay luôn các bạn ơi. Bởi vì cái bánh xe của nó rất là nhỏ, cho nên là một mình thì bó tay luôn các bạn. Rồi các bạn hãy xem lại nha. Và cái lo đôi này thì nó nặng khoảng khoảng 60 kg các bạn, khoảng 70 kg, không có thể là 100 kg các bạn, bởi vì nó nặng lắm. Và chiếc xe nâng này có thể mỗi lần nâng lên có thể là từ 250 kg trở lên các bạn, rất là khỏe. Tuy em chỉ 32 kg thôi và em sử dụng điện 12V, rất là khỏe cho anh em làm nhạc nha. Từ khi mua em nó về thì mình đỡ phải đau lưng các bạn. Đó, nó nâng lên rất là nhẹ nhàng luôn các bạn, thấy chưa? Rồi chỉ việc bấm nút cho nó nâng lên rồi kéo ra hạ xuống thôi, quá đơn giản luôn các bạn. Và lời khuyên của mình là các anh em làm nghề chạy xe tải thường xuyên phải bốc vác hàng nặng nề á, thì chúng ta nên trang bị cho mình một chiếc xe nâng như thế này để hỗ trợ. Ở nhiều lúc không có anh em lính nó phụ thì mình có thể tự lên một mình cũng được nha các bạn. Rồi có nhiều hàng nặng cồng kềnh chúng ta không thể lên một mình được thì chúng ta cũng có thể tự nâng một mình luôn nha, rất là tiện lợi các bạn. Đối với những anh em làm nhạc sống như mình á thì chắc chắn là phải sở hữu một em. Nó rất là nhẹ các bạn, và nó giá cả thì cũng tương đối hợp lý lắm, không có nổ mắt đâu các bạn. Giống như cái thùng này các bạn thấy chưa, đây là cái thùng mình bỏ hai cái lô hỏa tiễn đôi 30 trong đó. Nói chung là cũng tương đối nặng các bạn, hai người khiêng cũng cống rống đó. Nhưng mà các bạn hãy nhìn kỹ xem, nó nâng lên rất là nhẹ nhàng luôn, rất là nhẹ, chỉ cần bấm nút nhẹ là nó lên liền. Rồi các bạn xem nè, nhẹ chút xíu thôi là nó lên ngay, ở chừng kéo ra là hạ xuống. Nó rất là đơn giản mà rất là tiện lợi cho những anh em làm nghề nhạc sống như mình nhé. Rồi xin được cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã cùng đồng hành sát cánh với channel của mình nha. Và hy vọng tất cả các anh chị em kề vai sát cánh của mình trong thời gian qua thì hãy cùng tiếp tục đồng hành với mình, và mình cũng sẽ đồng hành với tất cả các anh chị để cùng phát triển nha các anh chị ơi. Xin được cảm ơn tất cả các anh chị rất nhiều nha, và xin được chúc cho tất cả các anh chị thật là vui vẻ, thật là mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin được cảm ơn rất nhiều, và nếu như yêu thích thì hãy like, subscribe và chia sẻ nha, để cho tất cả mọi người đều biết về cái tác dụng, cái tính năng tác dụng của chiếc xe này, để hỗ trợ cho nhiều anh em khác nữa nha. Xin được cảm ơn rất nhiều.